gì vậy? Rắn, rắn cầu tiết ơi. Thái Kiếm, cầu tiết. Bạn dừng lại đi. Bạn đi. Nguy hiểm quá. Cô Ma Nê, cô còn tỉnh táo không vậy? Ta biết là người bị giật mình, nhưng đừng làm hại người khác, có được không? Thái Kim, bắn con rắn đó đi chứ. Mau, là gì? Bắn nó đi. Bắn hả? Đừng bắn anh Thái Kim.